Chim Cảnh Đất Việt xin chào tất cả các bạn. Và trong video này các bạn đang nhìn thấy là cái mẫu lồng tắm mà chúng ta dành cho chim họa mi, chích chòe, chào vào, vân vân. Thì qua quá trình sử dụng mình thấy là đây là một cái lồng tắm mà nó có rất nhiều cái ưu điểm. Nhất là nó rất là nhẹ nhàng. Thứ hai là độ kỹ rất cao. Đấy. Thứ ba đó là làm bằng nan cáp quang, độ bền cao. Kể cả cái chất gỗ này nhá, thì qua quá trình mình sử dụng ấy, nó rất là tốt, rất là bền. Thực tế một số các bạn thấy một số video clip của mình đã quay giới thiệu về chim cò đấy, thì thấy cái lồng dùng rất là lâu và nó không có độ mốc đâu. Đấy, độ bền rất là cao và rất là nhẹ nhàng. Cái form lồng tắm thì vừa phải đấy, để chúng ta có thể là cho con chim sang hay là để mà sang lồng chim gì nó rất là dễ. Cửa đã thiết kế rất phù hợp với các loại lồng rồi. Đấy. Thì giá một chiếc này là 200.000. Các bạn có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944 11 44 10 hoặc 0908 070 555. Mình ở 274/29 nhà số 7 phố Đức Công, Hoàng Mai, Hà Nội, và có ship nếu như bạn nào ở xa. Các bạn theo dõi trên Zalo số điện thoại mình vừa cung cấp, hoặc là theo dõi Facebook Chim Cảnh Đất Việt hoặc Cám Chim Đất Việt, hoặc đăng ký miễn phí kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video mà mình đăng lên. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Chim Cảnh Đất Việt. Xin chào tất cả các bạn.